Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Thời gian mưa lớn chủ yếu là vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Còn về nhiệt độ, cao nhất trong ngày sẽ dao động trong ngưỡng là từ 27 cho đến 30 độ, tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 độ trong ngày 15 và ngày 16 tháng 6. Dự báo phải đến khoảng ngày 17 tháng 6, mưa tại miền Bắc mới giảm rõ hơn cả về diện và lượng. Do chịu tác động của hình thế gây mưa phía Bắc nên tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa dông cũng sẽ xuất hiện dưới diện rải rác, nắng nóng tạm thời dịu dần. Còn các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, nắng nóng sẽ vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ phổ biến dao động quanh ngưỡng là 33 cho tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy là thời điểm tháng mùa mưa ở các tỉnh thành phía Nam nước ta, thế nhưng 3 ngày tới, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ không mạnh, nên mưa rào và dông chủ yếu chỉ xuất hiện về chiều tối và tối, với cường độ mưa được dự báo sẽ không quá mạnh mẽ. Nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Nam được dự báo sẽ tương đối ổn định trong 3 ngày tới, phổ biến ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và sẽ ở mức từ 32 cho tới 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.